gắn cái bộ khuôn thùng cho chiếc là mắt nha. Đây hiện tại là sau khi là mình chuẩn bị đồ chơi xong hết là mình lên cái bộ khung khung sau khung hai bên cho chiếc là mắt nha. Quay sao lại đó, quay cho mọi người thấy rồi mình lưu lại từ 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 đó, quay mọi người cho mình thấy mặt hình cái luôn đấy. Xin xin rồi à, mình dùng dùng đúng là mắt nha, người lưu lại dùng dùng đúng là mắt của thực tế thấy như sao đấy. Rồi rồi như đó được rồi, rồi bắt đầu mình cho thùng lên nha, thùng lên rồi. Sau khi đó là sắp một viên phượt của mình đó lên bộ khung xong á, là bây giờ là mình gắn thùng lên ha, các bạn cùng xem nhé. Đây em quay sơ lược về cái thùng sau này, thùng hông với lại quay tổng thể luôn, quay tổng góc, quay tổng thể. Đây mình quay tổng thể xe nào mà mới ha, có thể ghé phụ viện phượt, hầu như là xe nào á là phụ viện phượt cũng có thể chế độ được. Hay xin chào và hẹn gặp lại.